Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai. Có đến chỗ anh Tài ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, và có review và báo giá một số cây bông giấy Mỹ luôn nha bà con. Rồi chào anh Tài. Anh Tài ơi. Dạ, em xin chào anh em gần xa. Thì hôm nay tiếp tục em có về một số thành phẩm là ghép bao bốn màu giới thiệu với anh em. Mình đọc địa chỉ với số điện thoại luôn anh Tài. Dạ, vườn kiển nhà em là ở khu vực Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vườn nhà em nằm ở cách cầu Bình Thủy, đường Nguyễn Văn Linh khoảng 50m, vườn kiển là 8 hương. Rồi, mình đọc số điện thoại luôn anh Tài. Số điện thoại của em là 0901 228 352, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, giờ cây thứ nhất đi ha. Dạ. Cây số 1, cây này là gin của nó là thái đỏ luôn anh em. Cây này gin luôn nha, chứ không phải ghép. Rồi, cái này chiều cao khoảng nhiêu ta? Cao em nó là 1m19. Rồi. Tán rộng em nó là 77. Cây này là gin luôn. Hoành thân thì khiêm tốn rồi, 78 gì đó. 9. Hoành thân em nó là 9. Rồi, hoành chín đi ha. Dạ. Rồi, cây này giá giao lưu như Tài. Cây này em xin giao lưu với anh em là 1,7 triệu luôn. Bao ship làm sao anh Tài? Dạ, ship em bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Ship dạ. Cây chứ không phải ship chậu nha anh em. Cây số 2. Cây này 4 màu nha anh em. Trắng, hồng phấn, cam với màu đỏ đó nha anh em. Màu đỏ bên đây. Cây này 4 màu. Rồi, 4 màu luôn. Đây màu đỏ, hồng phấn, màu trắng. Cây bông giấy ta mình hay là như cây này là bông giấy mình nha anh em, mà em ghép 4 màu. Rồi, chiều cao luôn ta. Cao em nó là 94. Rồi, tán ngang. Tán ngang em nó là 77. Rồi. Hoành này cũng 90 đi ha. Dạ, hoành này 90 à. Rồi. Cây số 2 em xin giao lưu với anh em là 1,3 triệu. Rồi, cây số 2 1,3 triệu nha bà con. Bao ship toàn quốc luôn. Cây số 3. Cây này em cũng ghép bao màu nha anh em, mà mới lên bông được 2 màu thôi. Màu trắng với màu hồng phấn nha, còn màu đỏ với màu cam chưa lên bông. Lô hôm nay thì bao bốn màu không à. Rồi, cho chiều cao luôn anh Tài. Cao em nó là 95. Rồi. Tán rộng em nó là 82. Quả cái này là cái cây nha anh em, phải nhánh nha anh em. Hoành này cũng thắng 10-11 đi ha. Dạ, hoành khiêm tốn. Cây số 3 em xin giao lưu với anh em là 1,2 triệu luôn. Rồi, giá 1,2 triệu nha bà con. Cây số 3. Rồi, cây số 4. Cây số 4 là gốc Mỹ nha anh em. Em ghép cũng 3 màu luôn. Màu trắng, màu hồng phấn. Đây là màu đỏ nha anh em. Mấy này em ghép 3 4 màu không mà chưa lên bông. Cái nào lên thì báo anh em. Chiều cao em nó là 77. Tán rộng em nó là 74. Gốc Mỹ nha anh em. Cái này là gốc Mỹ. Đó, hoành thân hay vị trí này cho anh em tham khảo là 12. Rồi, hoành 12 luôn. Cây số 4 này xin giao lưu với anh em là 1,2 triệu luôn. Tiếp là cái số 5 cũng gốc Mỹ luôn nha anh em. Cái này em ghép 3 màu không mà mới lên bông được 2 màu, cái này mới lên bông được 2 màu à. Còn mấy màu kia chưa lên bông. Gốc Mỹ. Rồi, chiều cao luôn à. Tại. Cao em nó là 64. Tán ngang em nó là 55. Hoành thân ngay vị trí này đi, gốc Mỹ không à. Là 15 nha anh em, 15 mấy tính 15 thôi. Quay vòng đế thôi người ta. Cái số 5 này em xin giao lưu với anh em là 1,3 triệu. Ship em bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Ship cây với ông ship chậu. Số điện thoại của em là 0901 228 352, cũng là số Zalo của em luôn. Anh em hết cây mã số máy đi cứ gọi trực tiếp cho em.
Cây số 6. Cây này đang lên bông là 3 màu nha anh em. Hồng phấn, màu trắng, đây là màu cam nha anh em. Vàng cam đang lên bông, mấy cái này là bảo màu không anh em yên tâm. Gốc Mỹ. Rồi, cho chiều cao luôn ha. Đây. Cao em nó là 82. Tán rộng em nó là 72. Đâu hoành thăng ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. Hoành thăng ngay vị trí này là 12 anh em. Rồi. Cây số 6. Cây số 6 em xin giao lưu với anh em là 1.3 triệu. Tiếp là cây số 7. Gốc Mỹ luôn nha anh em. Ghép bao màu không đó. Còn một hai màu thì chưa lên bông, em chưa báo cho anh em. Đây là màu hồng phấn, màu trắng, đây là màu đỏ anh em. Mới lên được 3 màu. Rồi. Mấy cây này gốc Mỹ. Cây nào gốc Mỹ, gốc thường em báo cho anh em cụ thể luôn. Cao em nó là 84. Tán rộng em nó là 62. Hoành thăng ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. 15 nha anh em. Rồi. Quay vòng đế luôn nha. Cây số 7 này em xin giao lưu với anh em là 1.3 triệu luôn. Tiếp là cây số 8. Cũng gốc Mỹ ghép bảo màu luôn nha anh em. Rồi chiều cao luôn nha. Cao em nó là 102 nha anh em. Tán rộng là 77. Đâu hoành thăng ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. 15 nha anh em. Rồi. Gốc gốc Mỹ không à. Cây số 8 em xin giao lưu với anh em là 1.3 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Tiếp là cây số 9. Mấy này em ghép 3 màu trở lên anh em. Anh em cứ yên tâm mà nó chưa lên bông đủ màu. Nhầm cây lên đủ rồi, nhầm cây chưa lên đủ. Cao em nó là 70. Tán rộng em nó là 75. Rồi, hoành này cũng 89 đi ha. Dạ, hoành này quay khiêm tốn. À, gốc gốc Mỹ ha. Cây số 9. Cây số 9 em xin giao lưu với anh em là 1.1 triệu. Rồi. Tiếp là cây số 10. Cây này cũng gốc Mỹ luôn anh em. Nếu anh em để ghim của nó là được tới cả 5 màu luôn anh em. Em mới ghép 3-4 màu nhầm cây, 4 màu nhầm cây 3 màu. Rồi để ghim nó nữa, thêm màu nữa là có thể 5 màu, 6 màu luôn. Đây lên bông rồi. Hồng phấn, trắng, màu cam. Còn màu đỏ chưa lên đó anh em. Nếu để mấy cái tược ghim của nó luôn là được thêm màu nữa. Rồi chiều cao luôn ta. Cao em nó là 67. Tán rộng em nó là 60. Hoành thăng ngay vị trí này anh em tham khảo đi. Là 17 nha anh em. Rồi. Cây số 10 này em xin giao lưu với anh em là 1.1 triệu. Tiếp là cây 11. Cũng gốc Mỹ luôn anh em. Cây này nó hơi ngã ngã. Rồi mình đo cái cành già. Rồi, chiều cao em nó là 57. Tán rộng em nó cũng 57 luôn. Bình thăng thì thăng này khiêm tốn mà. Khoảng 10-11 đi ha. Dạ 10-11 mà gốc Mỹ không nghe anh em. Mấy thằng này là gốc Mỹ. Đây cái tược ghim của nó nè. Nếu để này nó là được màu nữa. Rồi. Cây 11 em xin giao lưu với anh em là 1.1 triệu luôn. Tiếp là cây 12. Cũng gốc Mỹ luôn anh em. Lô này em về thành phẩm là 3 bốn màu không à. Rồi chiều cao luôn ta. Cao em nó là 69. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang em nó là 60.
Bạn thăng ngay vị trí này đi. Chiếc này là 17 nha anh em. Rồi. Gốc gốc Mỹ. Cây 12 này em xin giao lưu với anh em là 1.3 triệu luôn. Em nhận ship toàn quốc và em cũng bao ship cho anh em chơi luôn nha. Rồi đọc số điện thoại luôn á bà. Số điện thoại của em là 0901 228 352, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi. Anh em thích cây mã số mấy đó cứ gọi trực tiếp cho em. Tiếp là cây 13. Cây này em ghép màu cả màu tím nha anh em. Gốc quái. Gốc Mỹ em ghép màu tím cho anh em. Cao em nó là 37. Tán rộng em nó cũng 37 luôn. Mình thăng đo ngày vị trí này đi. 12 đi. 12 máy tính 12 đi. Rồi, gốc quái không à. Cây 13 em xin giao lưu với anh em là 900 luôn. Rồi, giá 900 nha bà con. Ba ship toàn quốc luôn. Tiếp là cây 14. Cây này em ghép nhánh Thái nữa nha anh em. Cái này là đỏ Thái nha. Này là trắng thường mà gốc gốc Mỹ, để thêm cái gen của nó là được ba màu nha anh em. Cao em nó là 77, tán rộng em nó là 72. Đo bàn thăng ngay vị trí này anh em tham khảo đi. 11 nha anh em. Gốc có gốc Mỹ quái không à. Để thêm cái tự kim của nó, nếu để là được thêm màu nữa. Cây 14 này em xin giao lưu với anh em là 1.2 triệu luôn. Tiếp là cây 15, cây này đỏ không nha anh em. Nguyên thủy. Đang lên bông, búp búp nè. Cao em nó là 79. Tán ngang em nó là 66. Đo bình thăng em nó ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. Chín mấy tính chín hơn anh em. Chín đi. Dạ. Rồi. Số 15. Cây 15 này em xin giao lưu với anh em là 800k luôn. Tiếp là cây 16. Cũng đỏ ghim luôn anh em. Cây này lên bông hết rồi. Rõ rồi. Cao em nó là 79. Tán rộng em nó là 67. Hoành cũng 89 đi ha. Dạ hoành này 89 nè. Cây 16 em xin giao lưu với anh em là 800k luôn. Tiếp là cây 17. Cây này em ghép hai màu nha anh em, màu trắng với màu tím. Cái phẩm hạch màu trắng màu tím cho anh em chơi. Gốc gốc Mỹ. Rồi cao luôn ta. Cao em nó là 39 nha anh em. Rồi. Mày chưa. Tán rộng em nó là 32. Hoành khoảng 11 đi. Hoành này khoảng 11, 12 gì ạ. Rồi. Gốc gốc quái. Cây số 17. 17 em xin giao lưu với anh em là 800k luôn. Tiếp cây 18. Cây này em cũng ghép hai màu luôn anh em. Trắng tím. Gốc gốc Mỹ. Cao em nó là 52. Tán rộng em nó là 38. Tình thăng này 90 rồi. Kim đón đo ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. Không 10 đi ha. Dạ, 10 máy tính 10 đi. Rồi. Cây 18 này em xin giao lưu với anh em là 900k luôn. Rồi, giá 900 luôn. Tiếp là cây 19. Cây này em ghép có màu trắng không nha anh em. Cầm hạch trắng không à. Gốc quái, gốc Mỹ. Cao em nó là 47. Tán rộng em nó là 39. Mình thăng ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. Không 10 đi ha. 10 lẻ mấy tính 10 hơn anh em. Yeah. Cây này một màu trắng cấp hạt. Cây 19 anh xin giao lưu với anh em là 1 triệu. Rồi, giá 1 triệu luôn.
cây 20, cây này cũng màu một nha anh em, cũng hạch trắng cho anh em. Cây này tàn thì dày hơn cây kia rồi. Trời, cao luôn. Cao em nó là 64. Tán rộng em nó là 75. Đâu bành thăng ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. Góc góc Mỹ. Rồi, khoảng 13 đi ha. Dạ, 13 mấy tính 13 đi. Rồi. Cây 20 em xin giao lưu với anh em là 1,4 triệu luôn. Rồi, giá 1,4 triệu luôn. Cây 21, cây này là trắng ghim nha anh em. Cây này ghim luôn, trắng ghim của nó luôn. Rồi, chiều cao. Cao em nó là 67. Tán rộng em nó là 59. Đâu bằng thằng ngay vị trí này cho anh em tham khảo đi. 16 mấy tính 16 nha anh em. Rồi. Cây này trắng ghim luôn. Cây 21 em xin giao lưu với anh em là 1,1 triệu luôn. Rồi, giá 1,1 triệu luôn nha bà con. Tiếp là cây 22. Cây này em ghép một màu tím à. Mày về để bàn đồ chơi cũng được anh em. Nhỏ mà đẹp. Cao em nó là 32. Tán rộng em nó là 57. Mình thăng ngay vị trí này anh em tham khảo đi. 15 mấy tính 15 hay anh em. Cây 22 này em xin giao lưu với anh em là 900k. Tiếp là cây 23 nha anh em. Cây này tàn tròn dày rồi. Đang lên bông luôn nè. Chiều cao em nó là 47. Tán rộng em nó 57. Hoành thăng thì đo ngay vị trí này đi. Dễ 8 nha anh em. Mà góc Mỹ. Này góc Mỹ anh em. Giá cây 23 này em xin giao lưu với anh em là 900k luôn. Rồi, giá 900 luôn. Tiếp là cây 24. Cây này cũng gốc Mỹ nha anh em. Toàn tròn dày rồi, đang lên bông nữa. Cọc quái không mà tại nó xè xuống em chưa lên cột dây nha nè. Mỹ. Rồi. Cao em nó là 57. Tán rộng em nó là 67. Tô hoành thăng ngay vị trí này luôn cho anh em tham khảo đi. Ngay vị trí này là 14 nha anh em. Rồi, 14 luôn. Cây 24 em xin giao lưu với anh em là 1,5 triệu luôn. Em cũng là bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Rồi, mình đọc số điện thoại lần nữa luôn. Số điện thoại của em là 0901 228 352, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi. Anh em thích cây máy số máy đó cứ gọi trực tiếp cho em. Tiếp là cây 25 nha anh em. Cao em nó 57. Tán rộng em nó là 52. Hoành thăng ngay vị trí này anh em tham khảo đi. Hoành thăng ngay vị trí này là 21 nha anh em. 21 mấy tính 21 thôi. Cây 25 này em xin giao lưu với anh em là 1,4 triệu luôn. Rồi, giá 1,4 triệu luôn, qua ship toàn quốc luôn nha bà con. Tiếp là cây 26, cây này cũng cuối cùng có clip ngày hôm nay luôn anh em. Cây này là 5 màu. Màu hồng phấn, màu cam, màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Rồi, 5 màu luôn. Cây này 5 màu nha anh em. Cao em nó là 102 nha anh em. Rồi. Tán rộng em nó là 82. Rồi. Hoành này cũng khiêm tốn ha. Dạ, đo luôn cho anh em tham khảo đi. 9, hoành này 9 nha anh em. Rồi. À, cái này 5 màu, lên bông đủ luôn, báo cho anh em luôn đó.
Rồi, cũng là cây cuối cùng của clip ha. Dạ, cây 26 này em xin giao lưu với anh em là 1,2 triệu luôn. Rồi, giá 1,2 triệu luôn nha bà con. Rồi, mình chào bà con luôn anh Tài. Dạ, chào bà con xa luôn. Rồi, chào anh Tài luôn. Rồi, chào là TK Bonsai, xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Nếu mình ưng ý cây nào thì mình alo cho anh Tài, mình giao lưu nha bà con. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.